Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân thân mến, hôm nay trong chương trình chữa bệnh tại nhà của kênh YouTube Chùa Pháp Tạng, mỗi tuần chúng tôi đều có một bài hướng dẫn sử dụng thuốc dân gian, những cây cỏ xung quanh ta hỗ trợ điều trị một số các bệnh. Đặc biệt thì quý vị Phật tử ở những cái nơi vùng xa hoặc là ở nước ngoài thì khó kiếm những cái cây cỏ xung quanh nhà ở tại Việt Nam. Do đó mà hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái bài thuốc hết sức thông dụng và hết sức là hiệu quả cao để giúp cho Phật tử ở xa cũng như Phật tử ở quê nhà của chúng ta sẽ có một cái bài thuốc trị, đó là bài thuốc trị bệnh tiểu đường và mỡ máu. Thường thường những người bị tiểu đường và luôn cả mỡ máu phải uống nhiều cái loại thuốc khác nhau, nhất là thuốc tây. Lớn tuổi uống nhiều rồi quý vị rất là nóng nảy và có tác dụng phụ nhiều, nên quý vị muốn hỗ trợ thêm cái phần thuốc để làm cân bằng đường máu và tan cái loại mỡ máu bằng những cái trái cây, thức uống mà có thể chúng ta mua ở ngoài các cái siêu thị, ngoài các cái Costco hoặc là shopping mall hoặc là cốp mắc vân vân đều có bán hết đó. Đó là trái bí đỏ, ta gọi là bí rợ hoặc là trái bí đỏ. Mình sẽ sử dụng cái trái bí như thế nào. Chùa thầy cũng có trồng bí rợ, bí đỏ đó, nhưng mà tháng này thì hết trái rồi, phải đi mua. Chứ còn mà ở vườn thì tháng này trồng trái không có tốt, cái mùa mưa không phải ngay cái mùa của bí, do đó mà chúng ta không có đi hái trái ở tại vườn, mà chúng ta sẽ thực hiện luôn cái bài thuốc trị tiểu đường và mỡ máu bằng trái bí đỏ, tức là bí rợ. Quý vị sẽ theo thầy để bào chế cái phương thuốc này nhé. Kính thưa quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân, thì đây là cái trái bí đỏ, ở miền Bắc, miền Nam kêu bằng bí rợ. Miền Nam kêu bằng trái bí rợ hoặc là cái trái bí đỏ. Nó có nhiều cái hình dáng lắm. Ví dụ như đây là một loại mà trái bí rợ nè. Hồi thầy đi qua Mỹ, cái trái bí nó ba lớn nè, một trái bí rợ của nó đó. Rồi cũng đây là cái trái bí đỏ, trái bí rợ, nhưng mà cái trái này thì nó cao, nó dài. Còn đây cũng là trái bí đỏ, bí rợ, nhưng mà cái trái này nó còn non, nó chưa có chín. Do đó thì người ta bán để mà mình ăn. Như vậy thì cái bài thuốc trị tiểu đường lên máu này chỉ có đọc một vị thôi, là trái bí đỏ. Cái trái bí này thì thường là quý vị dễ gặp nhất, vì sắc cái trái bí đỏ ra. Trái này thì người ta dễ gặp lắm. Trái bí này chắc nó dẻo dữ đây. Nó dẻo là mình sắc cái tay mình á, nó dính. Là bí dẻo. Nó ra đây, nhìn thấy không? Ở đây là cái vỏ của cái bí ở phía bên ngoài. Ở đây là cái ruột bí ở phía bên trong. Như vậy thì mình uống cái này đó thì mình cân một cái 100g, để đây mình cân 100g. Ở đây là nó hơn 100 gram này, nó là 200 gram này. Đó là số 200 đó. Tại vì mình còn bỏ ruột, bỏ vỏ ngoài nữa, nên mình cắt bớt phần nửa của cái này là ra 100 gram. Nhớ là mình bỏ ruột với bỏ vỏ nữa, thì sau khi bỏ ruột và bỏ vỏ thì nó còn 100 gram. Nói như thế này có nghĩa là không hẳn là ai cũng phải uống như vậy. Có những người sẽ lại uống nhiều hơn. Nếu mà chúng ta cả 100 kg á, có nghĩa là chúng ta 70-80 pound á, thì là mình phải uống nhiều hơn chút. Còn này là cho khoảng chừng 50-60 kg thì ta uống một ngày một lần uống vậy đó là 100 gram. Bây giờ chúng ta sẽ tách nè, gạo ra ở phía ngoài, bỏ cái vỏ phía bên ngoài. Thôi lấy cái này mượn đỡ đi. Chúng ta sẽ cạo cái ruột nó ra, bỏ, và mình gọt cái vỏ phía bên ngoài. Khi mà cái người bị bệnh tiểu đường á, có hai dạng. Một dạng á, là phụ thuộc insulin, và một dạng á, thì không có phụ thuộc insulin. Cái ban đầu của người tiểu đường á, ta gọi là bệnh tiêu khát á. Họ khát nước rất là nhiều ha, và là tuột cân. Tức là tự nhiên mình không có lý do gì chân ăn vẫn bình thường, nhưng mà tuột cân. Tức là cái cân nặng của mình bị giảm xuống, nên đó gọi là cái tuột cân đó. Nên tiểu đường đó, tuột cân vậy đó. Thì ban đầu á, đường ở trong máu tăng lên. Ví dụ như đo một cái chỉ số của đường trong máu á, là bình thường là 6 cho đến 12. Cái chỉ số đo á, nhưng mà bây giờ nó lại lớn hơn, 12, 13, 14, 15 gì đó. Thì là nó đường máu nó cao. Đường máu cao thì nó biến chứng, nhiều cái biến chứng lắm. Nên người lớn tuổi là 6 tháng chúng ta phải thi thử cái đường máu. Nếu mà mình không thử á, thì là cái đường máu nó tăng nhiều quá, mình có thể bị biến chứng, hoặc nhằm khi người ta hôn mê đó, nó nhiều quá đó. Do đó mà người bệnh tiểu đường một thời gian lâu dài, nó có thể đi qua tim mạch và đi qua khớp. Rồi sẽ có một cái số chứng bệnh, hoặc là lên máu, hoặc là đục thủy tinh thể. Sau khi chúng ta gọt 100 gram này xong thì chúng ta rửa cho thật sạch nha. Cái gì rửa cho thật sạch, mình rửa thật sạch. Tại vì trong này nó cũng sạch rồi, bây giờ mình rửa sơ sơ là sạch thôi. Rửa cho thật sạch. Nên cái người mà bị tiểu đường á, thì nên chúng ta uống thuốc tan đường máu của thuốc tây á, để cho nó tan cái đường máu, chứ đừng có để lên cao nhiều quá. Và nếu chúng ta có hỗ trợ bằng thuốc nam. Còn cái bài này á, là cái bài vừa trị tiểu đường vừa trị mỡ máu nha. Nên bây giờ á, là mình cắt ra nhỏ nhỏ để dễ xay, chứ lớn quá mình xay á, thì là nó sẽ bị đóng cục lại. Đó. Rồi á, là cái người bị tiểu đường á, thì mình ăn cái thức ăn á, bớt cái chất ngọt đi. Ví dụ như mình ăn cơm á, ở trong cái chất gạo, chất cơm á, của mình á, cái đường rất là nhiều, nên mình giảm không ăn cơm. Mình ăn tăng lên cái lượng rau, củ quả mình ăn tăng lên. Và đặc biệt đường á, thì mình ăn bớt đi chứ đừng ăn nhiều quá, nó sẽ làm cho cái đường máu của mình không có khống chế được, thì lúc đó nó rất nguy hiểm, biết ngờ người lớn tuổi. Nên chúng ta hãy cẩn thận một chút xíu là mình đừng có ăn đường nhiều quá. Nhất là nước ngọt đóng chai nha, nước ngọt đóng chai mà có cái chất bảo quản đó thì mình uống nhiều ngày quá, hoặc một ngày uống nhiều cái nước đó quá thì chúng ta sẽ lâu ngày có khả năng nguy cơ là bị tiểu đường nha. Nên bây giờ chúng ta sắc xong, chúng ta sẽ bỏ trong cái cối và bỏ cái cối xay và bỏ một ít nước vào trong này nha, bỏ ít nước vào trong này nha. Nếu mà mình bỏ ít nước á, để thành ra một ly như thế này thôi mình uống thì là nó tuyệt vời. Vào buổi sáng chưa ăn gì hết, người bị tiểu đường hoặc là mỡ máu, cái người mà bị đường cao, đường máu cao, tiểu đường hoặc là đường máu cao và đang bị mỡ máu, cholesterol máu dần dần thì đều uống được cái này. Đây là một loại thức uống bổ, rẻ, khỏe. Và quý vị biết á, là trong cái bí rợ này có rất là nhiều cái chất là vitamin B của nhóm B, nó bổ cho não. Nên những người mà uống cái bài thuốc này một thời gian á, thì là cái chúng ta sẽ phục hồi trí nhớ rất là tốt. Cái này không biết á, có phải là chuyện vui hay không, thì bữa trước á thầy mới chỉ cho cái cô kia cho người mẹ uống. Người mẹ quên trước quên sau dữ lắm, mà bị tiểu đường với mỡ máu, cái uống đâu mà thời gian cái đường nó xuống, nó cân bằng, mỡ máu nó cân bằng, mà cái gì cổ cũng nhớ chứ. Cái đứa con á mượn tiền cổ quên lâu lắm rồi, bây giờ tự nhiên nhớ lại. Cái đứa con là trời ơi, thầy cho mẹ con uống biết sợ, giờ bà nhớ đủ hết trơn, cái gì cũng nhớ. Đó, mình nói là cái câu chuyện vui thôi, đó là nó hỗ trợ. Nên cái bí rợ này có nhóm vitamin B, nó tốt cho não, rất là tốt cho não. Bây giờ để vô ít nước thôi, để ít nước để vừa để xay thôi nha, không có nước đó, nó xay nó đóng cục. Có nước này xay rất là tốt. Uống nhiều một chút nước cũng không sao. Vào buổi sáng nhiều chúng ta để nhiều chút nước không sao, chứ không hẳn là một ly nào đâu, hơn ly cũng được. Tùy tùy người mà lớn người hay không lớn người và thích uống nước không uống. Chứ không có nghĩa là ít nhiều nước gì cả. Ăn thua là 100 gram bí sau khi mình bỏ hết ruột, bỏ hết vỏ, mình rửa sạch là được nha. Rồi bây giờ á là chúng ta mới xay nha. Xong rồi đó quý vị, chúng ta được cái sản phẩm mà. Bây giờ á, anh ta mới rót ra. Mình rót cái này ra, lấy cái nắp ra, rồi mình dỡ lên, rót ra ly uống nha. Đây là cái ly, quý vị có thể uống nhiều nước hơn, có nghĩa là bỏ nhiều nước hơn cũng được. Đó, mình lắc đọng xuống. Ngon lắm. Thơm tuyệt vời luôn. Giống như bỏ sữa trong. Mình không có bỏ miếng sữa nào hết á, mà mình thấy nè, đẹp ghê không? Đó, ngon tuyệt vời. Nhớ quý vị lưu ý là khi mà chúng ta sắc ra nhỏ nhỏ đó, chúng ta bật cái số nhỏ để nó mạnh, nó đánh tan thành cục ra trước, rồi sau rồi bắt cái số lớn để đánh mịn đó, tức là tăng số gì đó là đánh mịn ra. Sáng sớm cái này mình gói không hết ly, tại mình để nước hơi nhiều một chút, để nước ít chút thì ra ly này, ly rưỡi gì cũng được, nước không quan trọng, mà quan trọng cái là cái số bí á, thơm lắm. Quý vị á, là có nấu canh, hoặc là quý vị có ăn chè kiểng bí đó, thì uống cũng giống hệt như sinh tố này, rất ngon. Nhớ là quý vị chỉ có nước với cái thịt của bí thôi, không có bất kỳ cái gì khác, không bỏ sữa và cũng không bỏ muối, không bỏ đường, không bỏ bất kỳ cái gì khác. Quý vị uống sẽ đạt được kết quả. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử cũng như là quý vị bệnh nhân, nhất là các vị sống ở nước ngoài mà các cái bài thuốc tiểu đường bằng cây lá ở Việt Nam gửi qua không được hoặc là khó mà gửi qua, thì các vị sống ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở khối châu Âu, ở Anh, rồi ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Hồng Kông, Malaysia, Lào, Thái Lan, Campuchia, vân vân, và các nước ở trong khu vực và các nước trên toàn thế giới. Thì thầy đi giảng ở bên đó, thầy thấy ở nơi nào cũng có bán, kể cả Thụy Sĩ cũng có bán cái bí đỏ này nè, tức là bán cái bí rợ này nè. Nên chúng ta sẽ dùng cái bí rợ sống này để chữa cái bệnh mà hầu như những người lớn tuổi thường hay mắc phải, cái sự tiết insulin của trong máu mình á, nó khác biệt đi. Nên cái bài thuốc này quý vị sẽ uống vào buổi sáng mới thức dậy, chưa ăn sáng, ngày chỉ uống một lần, 100 g bí đỏ, bí rợ và nước. Bỏ ruột, bỏ vỏ xong thì còn lại 100 g. Và để nước vào nhiều ít, miễn xay được thì thôi. Người thích để nước nhiều thì uống nước nhiều, người thích để nước ít thì uống nước ít. Tốt nhất là một cái ly như thế này hoặc ly cao hơn đều được. Và xay uống một ngày một lần thôi. Thì trên 20 ngày quý vị thử lại đường máu và quý vị thử lại cái lượng mỡ máu ở trong máu. Các loại lipid máu, triglycerid máu, cholesterol sẽ giảm hẳn và cân bằng cho quý vị. Đồng thời sức khỏe mình tăng lên và trí não hoạt động tốt hơn, nhớ nhiều hơn, đầu óc thoải mái hơn, dễ ngủ hơn và ăn ngon ngủ khỏe hơn. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử ở miền viễn xứ phương xa và quý vị Phật tử ở tại Việt Nam, quê nhà thân yêu của chúng ta, sẽ có một món nước uống vào buổi sáng và sẽ hết được các cái bệnh tiểu đường và mỡ máu. Quý vị có thể là chỉ dẫn lại cho người thân của mình. Nhưng mà nhắc quý vị một chút xíu nữa, vào buổi sáng chúng ta uống á, quý vị nên để nước ấm, tức là pha nước lạnh vào trong cái nước nóng trở thành cái nước ấm. Chúng ta xay lên uống để cái bụng những người lớn tuổi á, tiêu hóa nó sẽ tốt hơn là uống nước lạnh. Còn nếu ai mà cái bụng tốt, có nghĩa là uống vào không sao á, thì chúng ta có thể uống nước lạnh được. Nhưng những người lớn tuổi nên khuyến cáo, hoặc là trẻ em, thì chúng ta hãy uống nước ấm là tốt nhất, để đổ nước ấm vô xay, chứ chúng ta không có xay cái nước lạnh. Nhưng mà xay với cái cối như thế này nè thì cái độ nóng nó sẽ cũng có cái độ nóng tăng lên nữa, thêm một phần nữa. Dẫu nước lạnh nhưng cũng có cái hơi ấm. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử, quý vị bệnh nhân có được một ngày an vui và luôn luôn lúc nào cái tâm mình cũng an bình, thì nghiệp lực nó sẽ tan và dễ dàng hết bệnh hơn. Và chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật và thực hiện những bài thuốc dân gian trên kênh Chùa Pháp Tạng YouTube. Quý vị sẽ theo dõi hàng tuần những bài thuốc dân gian dân giả thế này, đem đến chữa bệnh rất là hiệu quả. Xin chúc quý vị an lành, hạnh phúc, sống lâu và trí tuệ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân, các cái phần chia sẻ bài thuốc của chúng tôi ở trên mạng Internet, trong kênh YouTube Chùa Pháp Tạng, cũng như là tất cả các kênh khác như là trên Facebook hoặc là trên Zalo, hoặc là hỏi trực tiếp trả lời trên các cái bài giảng, những phần hướng dẫn các bài thuốc dân gian mà ông bà mình để lại xưa nay. Chúng tôi chỉ mang tính chất là hướng dẫn cho quý vị mà thôi. Nếu quý vị có bị bệnh, tốt nhất là chúng ta đi thăm khám ở những phòng thuốc chuyên khoa hoặc là các bác sĩ chuyên khoa, thì chúng ta sẽ điều trị